Oh, xin chào tất cả anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những chú chó giống này. Ở đây chỉ còn cái không nhá, hết đực rồi anh em ạ. Còn cặp cái này, cái vện vàng này, vện vàng má bạc này, rất là đẹp nha, mõm hơi phớt đen này. Mặt mũi ok, xoáy kiếm, đuôi cung chính giữa, bảo hành mọi tật lỗi cho anh em luôn. Chó rất là chuẩn đẹp này, không đẹp không lấy tiền. Giá thì không rẻ, anh em vui lòng kết bạn Zalo để trao đổi thông tin nhé. Còn em cái vện cái em kia thì không bán, anh em mà để làm giống nha. Em đang sủa nhiều đấy, này, làm giống. Đây chỉ bán hai con này thôi. Nếu anh em có nhu cầu về con giống, vui lòng liên hệ số điện thoại mình để bên dưới, kết bạn Zalo để trao đổi thông tin trực tiếp, chế độ bảo hành cũng như chế độ khuyến mãi. Anh em có quan tâm thực sự thì vui lòng liên hệ theo mình cho số điện thoại mình sẽ trao đổi thông tin nha. Không cầm giá trên video, bởi vì thông tin nó hiện rất là lâu và có nhiều những anh em vào quấy phá mà rất là khó làm ăn. Anh em thông cảm, vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, mình nhắn tin qua Zalo cho nó tiện nha anh em nhé. Không trả lời trực tiếp trên video, anh em thông cảm, vui lòng xem video kỹ. Đây mình quay rõ cho anh em đây. Cái vện 3 tháng trích tủ 3 mũi rồi, cho anh em thoải mái luôn. Tướng tá rất đẹp, rất ok, lông mượt mà, xoáy dài rõ ràng, lưỡi đốm, mắt viền đen đậm, hàng cực chuẩn, cực chuẩn cho anh em luôn. Bảo hành mọi tật lỗi, không nói xạo, nếu có tật lỗi gì cứ hoàn lại cho mình trả lại tiền cho anh em khỏi lo. Buôn bán uy tín là hàng đầu, để cho anh em thoải mái luôn. Đây chỉ còn một cặp vện này thôi, em cái lớn kia 4 tháng hơn rồi mình không bán, để làm giống thôi. Lưỡi đốm nha, đốm 50-60% anh em nha, lớn lên sẽ đốm nhiều hơn. Đây em xoay kiếm này, rất đẹp này, cho anh em xem thực tế luôn nhé. Đấy, rất là thân thiện luôn này, thân thiện cực kỳ luôn. Đấy, ok anh em chốt được các cặp mình sẽ để giá tốt anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha.